Dạ vâng, Hiếu Minh Alo chị em miền Nam xin chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay thì em Hải lên một video clip để chia sẻ cũng như là thông báo tới các bác về các mặt hàng tại cơ sở miền Nam của Hiếu Minh Audio. Thì buổi chiều ngày hôm nay em có tiếp tục chào đón một chuyến hàng được cấp thêm tiếp lửa để phục vụ các bác và anh em chi nhánh miền Nam các bác ạ. Thì chuyến xe hàng ngày hôm nay thì đa phần 80% còn là súp to và loa to thôi các bác ạ. Anh em vừa xuống hàng xong, đây buổi chiều vẫn còn nắng đấy các bạn. Thì cửa hàng cơ sở Sài Gòn của Hiếu Minh địa chỉ tại 48B, khu 6 ở đường Hóc Môn, Hồ Chí Minh ạ. Thì đây là cửa hàng em ở trực tiếp ở mặt đường quốc lộ 22 luôn các bạn nhé, không phải ở trong ngõ đâu, ở mặt đường luôn. Và cái mặt trước đây sẽ có một cái hành lang đường dân sinh rất là rộng và to, có thể là xe lớn vào thoải mái. Đây xe container đi quốc lộ 22 này các bạn, container đi thoải mái luôn này. Đấy. Các bác mà đi container tiện đường vẫn lấy hàng bên em bình thường, vẫn đậu ở đây xong em chuyển hàng ra. Đấy. Còn đi ô tô thì các xe tải thì vào đây thoải mái các bạn. Ô tô con đậu bao giờ được, bao lâu cũng được. Đây. Trục đường này là đi về phía Củ Chi. Còn hướng lên bên trên này là hướng về Sài Gòn. Ngã tư An Sương thì cách đây khoảng tầm là 500 đến 600 m. Bến xe Dương ở đây luôn ạ, cách 500m các bạn ạ. Thì hôm nay em vào rất nhiều súp và rất nhiều loa, các bạn là xem này. Tổng cộng là 97 sản phẩm. Thì trong đấy sẽ có là những dòng súp như là súp hơi bát 50, la vô si vào 8 quả, súp vital bát 40 vào 5 quả, súp đơn phim vào 6 quả, tủ kỹ thuật này, đấy, giá treo này, đẩy mới DB 3 kênh EA3106, đẩy BB kép D1200 Pro, đẩy DBH4120, xúc điện DB315SA, vang số DBS800 Plus đã về hàng rồi các bác nhá. Đấy, mic DBK6000. Đây các bác này, hàng dù to dù nhỏ thì em cũng sẽ bọc xốp rất là cẩn thận và an toàn khi mà vận chuyển. Đây là đều vận chuyển xe nhá, vận chuyển xe ô tô riêng mà bên em bọc xốp rất là dày đấy các bác này. Xốp này phải 5cm, rất là dày, từ những quả xốp này, từ những quả loa, bọc rất là cẩn thận. Và đây chúng em lại tiếp tục rạch ra và dọn dẹp, kiểm tra, test hàng các thứ. Xong rồi các bác chào đón các bác qua cửa hàng, rồi là các bác gửi đi cho các bác ở tỉnh, ở khu vực miền Nam ạ. Hàng vừa về còn dính mùi. Vẫn còn mùi ở trên xe các bạn. Đấy, xúc phên này. Mùi nó chung là nó lạ luôn. Xúc phên luôn nhá. Đấy, xúc phên này. Đấy, xúc phai tổ. Đấy, anh em bây giờ đang tháo ra để mà vệ sinh lại, kiểm tra. Ngày mai thì cũng sẽ chào đón. Đây. Có chào các bác không? Hello. Thì ngày mai là cũng sẽ chào đón các bác mà đã đặt hàng trước ở chuyến hàng này. Cũng rất nhiều đơn hàng, có những dòng có những đơn súp Lavosi này, súp Phen này, súp Phyto. Đấy. Thì các bác đang chờ hàng này, hôm nay cuối cùng đã vào rồi các bạn. Cháy hàng luôn, các bác có thể thấy này, trống trơn luôn, hết sạch súp luôn. Hôm nay bắt đầu vào hàng này. Tầm này chiều rồi, buổi chiều ngày hôm nay thì em xin phép là tập trung để dọn dẹp. Thì mai thì sẽ tiếp và cũng như là liên hệ với các bác để thông báo tới các bác và anh em đã đặt hàng trước về chiếc súp, các dòng súp, các dòng loa mà chuyến hàng này gửi vào cho các bác và anh em ạ. Dạ vâng, em Hải lên một video clip để chia sẻ và thông báo tới mọi người về cái chuyến hàng cấp thêm tiếp lửa trong ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thì em xin phép là tắt clip, hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo của Hiếu Minh Alo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.